Đây không sợ Dragonnát nữa. À Dragonnát thì họ đã Dragonnát ban ban rồi à. Nico trận này cần phải cầm một con. Xem nào. Hơi khó nghĩ cả. Không biết là bởi có dây giờ. Thế nên là những cái con carry tay ngắn thì nghe chừng trôn trưởng các thứ là bị counter rồi. Khó chịu quá nhở. Mới khó chơi. Nào bây giờ bên phía Liquid ban lên con hero core. Hướng tiếp vào vị trí của Nico Baby. Ban lên một con Splash rồi cả. Và Nico Baby khá là khó chơi trong cái trận đấu này. Lượng những cái con core hero còn lại trong thời điểm meta này thì còn lại không nhiều cho Nico Baby. Liquid thì sao? Họ cũng đang thiếu đi. Nếu mà là dây giờ đi mid trong tài Quava thì đang thiếu vị trí của Mike đúng không? Kerry à? Mickey. Và em nghĩ là họ sẽ hướng tới một con carry có những cái khống chế thôi. Chứ bây giờ bảo là để cho một mình Enigma hoặc là vị trí của Razor Bago đi trước để bếp cho Enigma có vị trí đẹp để có thể ra được một cái AT. Đây rồi, Slada đến từ các thành viên bên phía Liquid luôn. Slada Slada thì như nào nhỉ? Dây giờ sẽ là carry cho thầy Mike. Còn Pangolier đi mid và Slada học lane à? Slada á? Không ổn tụi anh em. Lượt bích này nó hơi hack lao một chút. Thật sự thì mình không đoán được. Mình đúng là khó đoán quá. Slada là một hero rất là trâu. Nếu mà anh ta có hệ xanh thì cái việc mà anh ta trâu bò cũng có thể làm cho lần họ, nếu mà họ focus vào đúng nhiều rồi quá thì là có thể anh ma có thể mở lấy không được. Và đây rồi, một con Red King dành cho Nico Baby cũng là hợp lý nha. Bây giờ khi mà Red King có hai mạng. Không phải rồi, Slada carry anh em ạ. Slada carry luôn. Ok. Đánh với cả Mask. Chứ thôi Liquid nó test chiến thuật à? Đã Enigma xong rồi lại còn Sra carry thì xong rồi. Anh vừa bảo đâm vào Liquid hay cái gì xong chưa? Nico Baby còn có cho mình con Red King cơ. Và rõ ràng một cái Black Hole cũng như là một cái Ice Blast thì khá là khó để có thể giết được Nico Baby. Mạng thứ hai có thể giết được mạng đầu thì đồng ý. Nhưng mà làm sao mà tay các thành viên bên phía Liquid họ có thể đủ thời gian để hold và giết đi cái mạng đầu của Nico Baby, trong khi line up của Alliance là một line up khá là khỏe, đánh nhau cái thời gian giữa game. Cảm giác như là Nico Baby thì anh ta không chơi ngôi sao thời trang bằng ATG rồi. ATG con Red King nó phải là cái kiếm đỏ, tay đỏ, vai vàng và một cái đầu của cái set mới, một cái đầu cực kỳ đẹp. Red King của Nico Baby thì nó là một cái set khá là cơ bản rồi anh em ạ. Không chơi ngôi sao thời gian, ngôi sao thời trang rồi. Một cái kiếm Immortal đơn giản thôi. Cái kiếm kia là kiếm đỏ cơ. Khi mà gọi những cái con đệ ra nó cũng là đỏ lòm luôn. Ủa, cực kỳ xịn. Mà chả biết rồi. Cái đấy mười mấy củ mà em, đơn giản đâu. Chất lượng, chất lượng. Bây giờ điểm qua một chút live hai bên nào. Paco được cầm với Boxy, một con hero khá là tủ. Taiga thì có cho mình Enigma rồi. Một hero thì gọi là Black Hole vì đam mê. Handscan thì có cho mình qua Robic có thể counter cái vị trí của Enigma này rồi. Cùng xem hai bên biểu diễn như nào trong cái trận đấu này. Chính của Taiga lâu lắm rồi. Enigma trông rất tin. Liệu có làm được gì trong cái trận đấu này không? Liquid họ pick một cái bài tương đối dị anh em ạ. Mà chúng ta chưa biết được, có thể là họ đã trên rất là nhiều rồi. Trong trận đấu này chúng ta cần phải xem mới biết được là có hiệu quả hay không. Tuy nhiên thì mình cảm giác như là Lab Erland đang nhỉnh hơn đấy. Red King 2 mạng nên là nó rất là khó chịu. Red King đi cả Pango với cả một con, chỉ là con Enigma thôi. Ngay chừng như là Nico Baby sẽ có một land nó tương đối dễ đỡ. Anh ta có thể bị mất grip với cái việc mà Enigma anh ta sẽ ăn đi những con grip bằng cái chiêu gọi đệ của mình. Đúng rồi. Nhưng mà Pango thì không harass được quá nhiều vào người Red King đâu. Chưa kể có một con Winter Oven nữa. Có những cái câu Embrace để có thể hồi máu cho vị trí của Nico Baby. À, bây giờ các thành viên về phía Liquid sẽ total sâu khác. Giữa game chơi được, rõ ràng Slada cần phải có đồ để có thể làm bài tơ trước. Slada đi cả Mask à? Lợi thế dành cho Slada ở thời điểm đầu luôn. Đây là hero gần như là có thể đi mọi cái hưu tay hắn khác với việc anh ta có đấm bát cực kỳ đau. Đấm clip 3 cái rồi quay sang đấm ông kia một phát là xong, lượng đạn rất là lớn. Và bây giờ các thành viên phía Alliance họ có hướng di chuyển ra rune khu vực sông này rồi. Boxy cũng như là Nico Baby sẽ là những cái tình huống tranh rune này không, di chuyển lên khu vực high ground và đã có rune cho các thành viên bên phía Alliance rồi.
F4 cũng có cho mình run bao tỷ trên khu vực laptop này. CB thì đã đấm cho khá là rát rồi. CB cố gắng ăn trộm một cái bao tỷ thì anh ta không ăn được. Còn mất đi cả vùng nó to. Hơi thảm quá, nhưng mà dẫu sao thì Alliance họ cũng có cho mình được 3 run bao tỷ rồi. Kèo mid xem nào. Mình nghĩ đây là một kèo nó cũng... Cái con DP chắc là sẽ nhỉnh hơn một chút. Cái sải tay của DP nó đang là 600, khá dài. Nó tầm cái tầm cơ bản của một con hero tay dài rồi. Đam nhiều không? Bắt đầu hút đam rồi, hút được 28 đam. Lượng đam 26, hút được 26 đam. Ở level 1 thì cái con bây giờ level 1 của hút đam cũng hút mắc chỉ được là 34 thôi. Này ta hút được 26 là cũng là 2/3 rồi. Nó thuận lợi rồi. Là liên ổn đấy nhỉ, thế này thì phải suy nghĩ lại nha. Dòng liên này ta vẫn có cái đẩy ma của mình để có thể farm. Và bây giờ thì cuối va sau khi mà có cái lượng đam khả năng lắp tiếp đến từ vị trí cuối va thậm chí là đi nai khá là tốt. Nào, cái kèo mid này thì đang nghiêng một chút về cho cuối va rồi. Creep đẩy đến trụ rất đông. Đi nai thì còn tay dài đến từ đấy về rồi. Tài và farm đi rừng luôn. Đi rừng luôn cũng là hợp lý. Anh ta đứng farm ở đây thì bây giờ nếu mà có gà đi ra lane mà cái con Mango nó nhìn thấy, nó sẽ báo cho Enigma là đối phương vừa dùng gà, gà đang đi về và anh ta có thể di chuyển ra để móc lốt cái con gà đó. Trên top này thì con A vừa bị harass vào tương đối nhiều nhưng anh ta sẽ lùi về thành công thôi. Và cái bãi sở tách này thì ai sẽ là người ăn được con cà chua. Hanserken thì sắp sửa cooldown cho mình cái đợt set rồi, thế nên là có thể anh ta sẽ là người KS được. Nhưng mà với cái việc mà Taiga đi farm rừng sớm như thế này, Nico Baby gần như là sẽ có một land free dành cho Nico Baby. Quan trọng là anh ta có Nico Baby đánh hơi khác ATG khi mà anh ta có tăng một sở tan. Nếu mà vào tay của ATG là thôi đấy, mắc 2/3 farm đến chết luôn. Và bây giờ một cái land gần như là free dành cho Nico Baby, 9 lát hit ở 3 đi nam, không tệ một chút nào đến cho Nico Baby. Sớm thôi Nico Baby sẽ hoàn thành cho mình một cái giày face. Winter Weaver thì đang có xu hướng di chuyển trong khu vực rừng này để tìm vào vị trí của Taiga rồi, nhưng một con mắt rất tinh tế của Taiga soi ra vị trí của Winter Weaver rồi. Bossy tận dụng Way Grip cũng như là cái Swap Buckle anh ta đang harass rất nhiều và Nico Baby ở pick này thì sao? Taiga roam ra với cái sơ tan của mình nhưng lượng đam vẫn là chưa đủ. Con thiếu tương đối nhiều đấy, Lim anh ta chỉ mất đi hơn nửa máu một chút là thôi. Và Lim quay trở lại với cuộc chơi luôn, đứng farm với cả vị trí cuối và nhưng mà cái lượng đam bị hút đi rất nhiều rồi. 72-70, 2 đam thì thôi, bỏ qua việc last hit đi. Hơi khó nhưng ta vẫn có thể harass vào người của Quava với cái hút máu của mình. Bây giờ thì hết cái hiệu ứng hút đam rồi, Lim đã có trở lại cho mình cái lượng đam tay. Rất nhiều điểm và skill quy vẩy rất đau. Trên top này cầu fit được dí được F4, Mickey lao lên một đấm vào mồm F4 nhưng F4 sẽ lùi về thành công thôi. Nhưng đồng thời với cái việc đó thì Lim đã đuổi cuối vào về tận trụ 2 rồi và có cả vị trí Taiga ở đây. Taiga block con nhưng block chặn vào vị trí của Lim. Lim đang bị quất rất to. Lần này chắc là đi rồi. Số tăng rất nhiều vào đầu của Lim và Lim có chết không? Trích được một xin lại bật cả fanfire lên nhưng vị trí của Lim vẫn phải chết thôi. Lần này thì đúng là đi rồi, anh ta bơi hơi quá đà. Anh ta quên mất là cái con Enigma nó vẫn đang quanh quẩn ở đây và chỉ là đang farm rừng thôi. Và khi có cơ hội thì anh ta sẽ di chuyển ra ngay. Taiga lên thẳng cho mình một cái giày mana, Berlin và BKB. Nhìn cái cách bui đồ của cái con Enigma rất cổ truyền, nhìn đã biết là cục rồi. Anh ta đánh Enigma thì không, không bao giờ lên mấy cái đồ hỗ trợ bài biển cả BK thì người khác lên. Tôi là chỉ đam mê Black Hole thôi. Tôi chỉ lên những cái đồ để mà hỗ trợ cho cái việc Black Hole. F4 Super Style ạ. Black Hole trúng cái nó thành ngôi sao ngay. Nhưng mà Black Hole mà trượt cái, Black Hole một mình có Green King cái thì thôi. Cả đội quay lại, dã đầu F4 ngay. Tất nhiên là anh ta đã tự tin như thế thì anh ta phải có kỹ năng thì anh ta mới dám tự tin như vậy. Bài này anh ta chắc phải tự tin phải nhiều rồi. Ui, Boxy ăn một cốc vào đầu. Boxy đã đau quá rồi, bây giờ Spark Buckle để có thể lùi về. Này quá, vẫn có thể lùi về nhưng mà vẫn còn skill 1 và Nico AB anh ta ăn ngay thì nó to rồi. Cái lane mà Boxy anh ta đi tương đối tốt, có cho mình 17 lá hit. Vậy là thành công rồi, một cái lane mà anh ta phải đi một mình. Có tay gà ở đâu đó thì không có con gà Nico AB rồi. Với cái việc farm rừng đối phương như thế này thì sẽ là chặn đường tiếp tế. Cái chiến thuật
khá là cổ điển của ông cha. Từ kia phía ra và bây giờ thì Nico Baby cũng như vị trí CB đuổi lên đấm vào Boxy. Chưa tìm thấy Boxy đâu, Boxy đang dùng kênh thì đang dùng. Ui, lại clip vào đầu của Boxy rồi, nhưng trên top này thì có đấm nhau. Hàn Scare có lưu về được hay không nhá. Mickey lên, ném Mickey ngược trở lại, Mickey bật cho mình skill 1 lên. Vẫn tạm vào mồm của Edward. Edward bị bắt vào đầu rồi, nhưng mà cái lượng đam này nó chưa đủ. Bây giờ thì tạm vào lưng, tạm vào lưng sẽ là rất đau. Ui, nhưng mà Mickey ngay lập tức lại vi giáo lưu về. Các tại viên bên phía của Liquid họ không có mạng rồi. Vâng, Mickey, anh em thấy thấy anh ta đấm phát đấy là bắt đấy, nhưng mà cái phòng giáo của S4 nó lại là kịp thời quá. Rồi. Nếu mà cái phòng vào nó ra muộn một chút thôi thì S4 đã lên bảng đếm số. Ở mid này tuy là Lim chết một mạng nhưng mà anh ta vẫn đang không 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 phải qua mấy ông quay cao với Adel mít bắt quả đấy khi mà Boxy giết hai người liền, thậm chí anh ta còn chưa có cho mình ulti đâu đấy, anh ta giết được hai mạng liền. Sadia thì vừa bị găm giáo vào cây rồi thì đang đuổi lên rất dặn từ chữ F4. Với Sadia có chết hay không? Bị gõ vạt rồi, với Sadia sẽ sống ở đây với F4. Chạy đi Sadia ơi, sắp hồi giáo rồi và rõ ràng khi hồi giáo F4 không còn đối tượng để phi rồi. Mickey thì đã di chuyển ra để tiếp tục farm. Thì Sadia lùi về thành công. Chưa biết được đâu anh em ạ, tôi thấy cái chiến thuật trị bên phía Liquid nó cũng khá ổn đấy. Serada đi lên cũng rất là tốt. Bango thì vừa làm đôi ở dưới bot. Phenigma thì farm rừng đầu. Được đấy. Trông cũng rất ấm áp và bây giờ vị trí Winter Weaver bắt đầu đi vào phá. Enigma trong tay của Taiga đang farm rồi. Nhưng Weaver đi vào để có thể có thêm kinh nghiệm. Hascan cũng như F4 ở đây sẽ đánh dồn vị trí Mickey một chút. Không còn support đâu rồi. Sao Lim đã có mình level 6. Đồng thời người ở bên kia chiến tuyến đó là Cương Vàng cũng có level 6 rồi. Còn một tình huống đập smoke luôn. Di chuyển được một laptop này. Sao Lim sẽ muốn lấy cho mình cái trụ laptop này. Trên top còn Isaria cũng như Mickey thôi. Mickey thì được mà nào. Không hiểu dưới này sao không chế người một tao rồi. Thì phải đông đi rồi mình ngồi đi. Tạm được một nhát nữa rồi. Đó là một cú rolling cắt đờ không kịp lặn nỉ. Trên top này vẫn phải đông nhỏ. Và Mickey lao lên. Nào Lim tới đây rồi đã cắn rất chắc vào người của Mickey. Mickey có chết hay không? Đó là một black hole rồi. Đây rồi, Taiga đã cháy trong cái trận đấu này rồi. Không phải tự nhiên mà anh ta tự tin với một con Enigma đâu. Một cái Midnight Pool cộng thêm Black Hole đôi là quá đau đến từ vị trí của Taiga. Midnight Pool cũng như Black Midnight Pool thì không đau lắm, thì mới chỉ một điểm thôi. Nhưng quan trọng là cái Black Hole. À, 5 là bên phía Liquid bạn nhá. 5 kill là Liquid và 1 là bên phía Olen. Lẽ là người anh em này thì đang xem bằng điện thoại. Cái okay. Điện thoại nó là hơi bé, thế nên là anh ta không nhìn thấy logo, nên là khó hỏi. Nào và bây giờ các thành viên bên phía Alliance họ đã mất cho mình hai thành viên rồi. Đang hơi khó chơi cùng laptop này. Nào bây giờ thì Liquid đang triển khai một cái lối chơi khá là ổn. Network của Red King thì đang rất đúng là cao. Đúng rồi, Nico Baby anh ta đang cực kỳ giàu. Cách xa các thành viên còn lại rồi. Cứ anh ta đã có 4k network rồi. Cứ tọa sơn quan hổ đấu thôi. Một mình vẫn di chuyển đi farm rất đều đặn đến từ vị trí của Nico Baby. Và khi mà một con Red King xanh thì các thành viên bên phía Liquid họ sẽ phải chú ý đến một con Red King này. Level 7 trên người Nico Baby rồi. Boxy ở đây thì rất khó làm gì để có thể cản Nico Baby. Nhưng mà một con Pago nhá, khi mà nó có lượng tiền ổn định thì em nghĩ Boxy vẫn có thể hướng tới cái Ifu. Ifu gậy xanh đúng không? Nhưng mà chắc chắn là Red King thì ta lần 20 thì anh ta sẽ lấy cái ulti không mất mana thôi. Nico Baby lên đồ khá chuẩn bài. Một cái về quay, sau đó lên cả một cái bao tay để có thể đánh nhanh hơn được nữa. Farm rừng nhanh hơn, hợp lý. Với những con tướng hệ sờ trang carry như kiểu là A3 Red King thì anh em lên một cái bao tay thay vì lên một cái laser. Chị phải của ông gì còn lên hẳn hai bao tay mà. Nào bây giờ thì CB sẽ phải lùi về thôi. Mà Isania có mặt ở đây rồi. Sau những cái tình huống di chuyển lên đẩy trụ tốt đàn ma của DP đạp cầu đào. Có lẽ bây giờ cầu đào xong rồi. Thế thì tiếp theo của DP sẽ là đâu đây? Chứ một con DP chưa gây áp lực được lên trụ thì nghe chừng hơi khó. Nên ta thì mình sẽ ra lên rồi. Đi chiếm lại output của Glenport này. Output ở phút thứ 10 sẽ là chia thôi. Level 8 trên người Nico AB và đã hướng thẳng tới cho mình cái Radiant luôn. Tăng khả năng farm. Trong combat thì có thêm cái lượng đạp đốt. Nào,
Zarian luôn và tập trung vào cái dược farm thôi, hợp lý. Anh ta trận đấu này anh ta cần có nhiều đồ để có thể chống chịu qua cái Black Hole của Enigma. Enigma thì nhìn xem cái network của anh ta đang trội hơn hẳn so với những sát boss bên phía Holland rồi, thì anh ta farm rất là nhiều. Anh ta cũng có một farm của Black Hole rất là đẹp để có thể giúp các thành viên bên phía Liquid có cho mình một combat chiến thắng. Em nghĩ là Enigma ở vị trí này không nên xếp support, vẫn là xếp một co đi rừng đến từ các thành viên của Liquid. Nào bây giờ Nikki check vào vị trí S4 rồi, còn muốn đấm vào một S4 hay không? Nam dòng sau vẫn còn scan có thể hỗ trợ cho S4, nhưng S4 lượng máu còn lại khoảng 2/3 thôi. Liên tục cũng chặt đầu dọa luôn, S4 lao lên rất một cú không chứng minh S4. Bây giờ Nikki đang phải chạy về, bắt đầu là cả hàng scan đây. Di chuyển sau có thêm cả CB và bây giờ Black Arena mở ra. Nikki gặp giá vào tường, một ai Black làm sao Nikki muốn quay trở lại chơi luôn và S4 và Nikki ai sẽ là người ngã xuống trước đây và đã ngã xuống trước đến từ vị trí của Nikki rồi, nhưng F4 cũng phải nằm xuống sau. Và đó là sự xuất hiện đến từ vị trí của Taiga. 1-1 rồi. Thế này thì Taiga lại xanh. Đúng rồi, Taiga anh ta có Blink rồi này. Anh ta đang có Black Hole, nhưng mà cái lượng máu của anh ta là đang là hơi thấp. Lên top này với cái việc vẫn giữ lại được con sen, cái lượng máu của trụ sẽ bị harass đi rất nhiều, bởi rõ ràng như Sania không phải là con hero có khả năng đem trụi khi mà có một con sen. Bây giờ con sen chết rồi, vẫn còn đi phải trụ lên. Nào bây giờ thì Nico Baby 5700 tiền phạm cực kỳ như thế này, có vẻ Liquid đang hơi quên cái vị trí Nico Baby, họ cần chăm sóc Nico Baby tốt hơn. Chứ để một con Waking Free Farm thì cũng là một cái đối trọng tương đối quan trọng của các thành viên bên phía Lion khi mà đối đầu. Waking mà Blink Bang hơi khó đánh nhở. Thật sự Serada trận đấu này anh ta không quá giàu. Anh ta nếu mà là bảo cây Serada mà đánh nhau Waking sẽ đấm được đấy, nhưng mà anh ta phải tăng được cơ. Ở đây CB anh ta bị dính combo đến từ A, thêm cả Miss Taibu nữa, lượng vàng nó đã là đủ rồi. 7-2 dành cho bên phía Liquid. Liquid cảm giác như họ sẽ có cho mình 10 mạng hàng gục đầu tiên thôi, nhưng mà cái network thì không. Cái network với việc là con Waking nó đang farm quá tốt, người ta kéo lại cực kỳ nhiều network cho team rồi. Và một con Waking 6200 network em nghĩ chỉ khoảng 1 phút thứ 13 Waking sẽ có cho mình được cái radio. Không được, vẫn phải là 16-17. Vậy ta có cả giấy ấy mà, giấy phay mà. Đúng rồi. Bây giờ đủ cái relic thì ok, chứ ra lần thì hơi khó, chắc vẫn phải là 16-17 phút mới hoàn thành được. Thì về xuống đây có rõ ràng họ pick ra một con Winter Weaver, họ có thể đép trụ rất tốt với những cái split blast đến từ vị trí của Winter Weaver. À có relic rồi, không, 13 phút rồi, à 14. 14 cũng là, à 14 cũng 15, được, 15. Nhưng mà 15 thì vẫn là nhanh rồi, chính xác rồi. Con Winking, Winking bình thường phải là 17. 17 là nhanh lắm rồi đấy. Trận này thì Winking trong tay của Nico AB, anh ta không phải quan tâm đến cái việc đánh nhau, anh ta chỉ tập trung farm thôi. Thế nên là network của anh ta rất là cao, chúng thả để tập trung đi farm thôi. Bây giờ các thành viên bên phía Liquid có vẻ chú ý đến cái khu vực land boat này rồi, khi mà những bông si đang gọi những người đồng đội của mình. Nico AB nó farm free đây này, anh em xuống túm nó ngay, để nó farm free này thì mất hết. Bông si di chuyển vào, Nico AB tấm vào một bông si, bông si swap bắt cô và lùi về được thành công đến từ chữ bông si. Phía sau các thành viên bên phía của Liquid họ đang muốn đọc xong túm vào người của Nikki Chang, túm vào người Nico AB Chang. Đây rồi, di chuyển vào đúng được con gà này hay không? Đây rồi, con gà của Nico AB đang cầm gì đây? Nào, đây là một mảnh relic, không thể để chết con chim này được. Ui, may rồi, rất may và đã mang đến được cái relic dành cho vị trí Ren King rồi. Nếu mà mất để relic chết thì anh ta sẽ farm chậm đi một chút đấy. Nhưng mà may quá kịp lấy, gà chết thì không sao. 2 phút nữa gà sống dậy, mang ra cái receipt nữa là ok. Bây giờ thì Ren King và Nico AB lại tiếp tục với cả cái công cuộc farm của mình thôi. 600 tiền trên người rồi, có vẻ vẫn sẽ là như dự định ở khoảng phút thứ 15. Hơi chậm hơn một chút khi mà con gà đã chết rồi, khoảng phút thứ 16 nó kinh vẫn còn nhiều. Serada thì nhìn gì đây, hút cả Blink, sau đó có thể là gậy xanh, có đánh nhau rồi kìa, ở dưới boss kìa anh ơi, đây rồi. Đây rồi, Red King la ra. Chưa à, chỉ gọi là trao đổi chiêu thức thôi. Ồ, có cả Boxy, có cả Taiga đây, và Boxy đang là người đi trước để quấy, tạo cho Taiga có thể đứng ngoài combat và lựa chọn của mình một vị trí đẹp. Tập vào một con lắc khẩu, bây giờ Nico Baby di chuyển vào Boxy, ngay lập tức muốn dính người Nico Baby hay không? Và cái khu vực này bỏ thành viên bên phía Alliance họ đang đứng ở phía sau để có thể back up rồi. Nhìn thấy nó kinh ạ, chán, chẳng muốn động vào đâu. 15 phút rồi, Nico Baby
16 vẫn không đủ tiền đâu, anh ta vẫn còn thiếu cho mình khoảng độ 700 nữa cơ. Toxy và tưởng S4 có cho mình cái con bounty, nhưng Liquid đồng thời họ cũng có hai bounty với một Lambot này. Là phút thứ 15 của trận đấu. Nhân đấu này thì như là DP chưa sử dụng ulti lần nào đúng không anh? Đúng rồi. Thấy có DP là có dùng một lần rồi, đi lên top trên luôn anh. Ừ, bảo sao anh ta không muốn dùng nữa. Lén anh ta tập trung vào cái diệt qua. Bây giờ ulti lên cái lại tự nhiên nó lao ra nó black hole cái thôi xong. Xí ganti luôn. Nào bây giờ các thành viên của bên phía Liquid rõ ràng với một con Enigma trong tay của Taiga đánh rất chủ động lên Blink, thì đó là vị trí của Mickey cũng phải lên theo một con Blink. Sarada anh ta đang cầm cái gì đấy? Cầm một cái này phải sợ Ben đúng không? Ben bây giờ mình dính vào nó Toxy nằm xuống đầu tiên và cả cuối vào nó cũng chết luôn ở đây. Các thành viên ở phía này họ trào lên. Insania đang bị dính vào bởi Lin, vẫn có cái đàn ma này thì Lin chạy là rất nhanh. Và đây rồi một đàn ma mở ra rất mạnh cho vị trí của Lin. Và TP về mid luôn để tiếp tục đẩy trụ khu vực lane mid. Nhưng mà rất tiếc đó là một cái câu feed. Và Lin cái ý đồ của anh thì không thực hiện được rồi. Thằng mình hơi sai đi từ vị trí của Lin. 5-7 rồi, cái lượng ram bên phía team Erlen là cực kỳ lớn, thật sự luôn. Cảm giác mình đúng là họ vẫn chưa có ai có thể tăng để mà cho con Enigma có thể gì dập được. Thằng bát vừa rồi Sera đang ở dưới bot. Mango thì bây giờ không phải quá tăng, bây giờ lên gậy lốc và đang hướng đến cho mình cái BKB thôi. Một run begin để ăn trên đường của Liên Liên. Cái trụ này thì cũng thôi, trụ này sẽ mất thôi. Taiga bây giờ không có ai đi frontline. À đây rồi, hay quá. Taiga thì anh ta sử dụng được những con đệ của mình để có thể deny được trụ. Rất hay. Nico Baby hoàn thành cho mình đó là một cái Radiant rồi. Chúng ta đánh ra rất nhiều những món đồ rừng ở đây. Một cái ring A, một cái Clumsiness. Nào và Nico Baby vẫn đang cầm cho mình đó là một cái đồ đi rừng. Nào bây giờ thì các thành viên bên phía Liquid họ bắt đầu phải lo sợ việc vào vị trí Nico Baby rồi. Và Nico Baby 9k network, thậm chí là người đồng đội của anh, đó là vị trí của DP cũng có cho mình được 7k network rồi. Trong khi Liquid họ đang dồn cả thành viên một con Enigma nữa. Với việc đánh 3 co như thế này thì cái lượng network nó sẽ bị chia ra. Bây giờ thì CB một mình đép bot có thể đép được đối với một con Winter Weaver. Thành viên bên phía Liquid họ di chuyển trong rừng tìm kiếm những cách mạng kill. Ồ, hơi có một chút lag nhỉ anh em nhỉ. Vậy là bọn mình đang bị disconnect rồi. Thôi chờ. Nó lại gì không? Ừ, dis xong thì vào lại game nó không vấn đề gì. Thi thoảng thì nó vẫn bị, em biết rồi mà. Dota thì vẫn là Beta thôi. Toàn anh em ạ. Bây giờ Black Hole đẹp lắm, chứ may ra thắng được. Đấy còn phải né cả Rubik các thứ nữa. Chưa vào lại được à? Chết rồi, như nào đấy? Đây rồi. Có lẽ là sẽ vào lại được ngay thôi. Anh em chờ tí. Vào ngay. Vừa quay trở lại thì bên phía của team Liquid họ vừa có bát thua, họ mất đi cho mình đó là hai co, một con Sada cũng như là dây giờ, thậm chí là Boxy ở đây còn đang ở lại để có thể chặn cái đơn clip này. Có lẽ là có chặn được hay không, S4 nhưng vị trí Haskell đã di chuyển sống rồi. Đây thì Insania bay về và Boxy cũng đã thoát về thành công. Và vừa nghiêng lên khoảng đến xuống 2 co như thế này, cái lượng network nghiêng ở phía này đang nhiều quá, càng ngày càng nhiều. Đúng rồi. Một con ranking mà xanh như thế này thì làm sao mà một con Enigma trong tay của Taiga có thể kết liễu được con ranking ở đây. 15 strength được cộng thêm dành cho vị trí của ranking. Con ranking đánh theo đường chiến rồi, rất trâu. 15 strength khỏe đấy. Bây giờ máu anh ta đã lên tới gần 2000 rồi. Thế chưa có một món đồ nào để mà cộng máu đâu. Đúng rồi. Em nhớ là một strength sẽ tương đương với 20 máu. Vậy 15 strength sẽ là thực sự là khá là lớn, cái lượng máu cộng thêm lượng đam tay nữa rồi là lượng kháng phép. Bây giờ đang dính vào đó là một chiếc Boxy, ba người nào lên dí vào một cái Boxy. Boxy chạy đi đâu đây? Boxy có thể dạng bật lên và đang cố gắng chạy đi, đó là cái bên ba người bật tay ra tôi xong rồi. Tất cả bốn lách cầu, một lách cầu được giữa một lách Arena. Bây giờ thì không còn lách cầu nữa, các anh em phía Liquid họ đánh kiểu gì đây? Mickey nằm xuống và Taiga cũng bị lốc lên và Taiga đang bị dí theo bật cuối bởi Lim. Thôi xong rồi Taiga ơi, bởi yêu là đẹp đấy rồi. Nhưng anh ta quên mất vẫn còn một con Winter vẫn đứng ở ngoài và dính ngay một cái Winter Curse. Chưa kể anh ta còn fit cả cái Black Hole cho Rubik nữa.
thảm họa rồi anh em ạ. Trận đấu mà bên phía Liquid họ test chiến thuật. Test chiến thuật này thì là toang. Bạn nào đánh thì đam mê rồi. Có lấy hầu không? Nam bờ lấy hầu lại chờ đồng đội di chuyển ra. Man scan có mặt ở đây mà Black không chẳng có một cươi và bây giờ cươi vàng lốc được lên. Nó lốc chụp lại được một cái tỏa sát nào được đam lòng rất nhiều. Né hay quá. Cươi vàng né tốt. Bây giờ thì boxy xuất hiện. Nó lên thắc đờ luôn, họ muốn chơi sao? Một đánh có một F4, Haskell có lẽ sẽ chết bởi cái Black thôi. F4 đang tán rất đau bởi cả Mickey ở đây mà F4 có lẽ là sẽ nằm thôi. F4 chạy đi đâu đây, và thậm chí là cả vị trí của Haskell cũng đã chết dưới này sàn nhà khi dính một nhát Black rồi. Sao rồi? Mới đầu thì đang là 27, thì bây giờ nó thành 19. Và cuối cùng bên phía họ mới là người có cho mình 10 mạng hàng hộp đầu tiên. Anh vừa dặn một bạn đánh vào Liquid nhá. Xong rồi đây. Nào, đây rồi, và Taiga bị nằm xuống với Nico Baby luôn. Nico Baby có mở link. Tiền của ai thì người đấy chọn, anh chỉ là gợi ý thôi. Còn bạn đấy chọn ai việc bạn đấy chứ. Bây giờ Nico Baby sẽ thả cái đàn xương của mình ra để Arad cho anh đang muốn bọc ướt vào cái con bây giờ này. Lượng nam kìa. Anh ta bị kẹt lại bởi vì những cái con đệ của West King. Rõ ràng những con đệ không điều khiển được, nhưng mà quá đông đi, không có lối để di chuyển, đi chân lạnh lắm rồi. Và đây vừa thậm chí là một khung nữa cũng sẽ đi chân lạnh tan luôn. Và cả Isaria cũng đã phải nằm xuống rồi. Nico Baby đánh điêu một quái vật ở đây. Có thêm cả Blink trên người Nico Baby luôn để có thể chơi vào vị trí các thành viên đến từ Blink. Nó sẽ đẹp cái lên top là kiểu gì đây khi mà có cả liên của Nico Baby đây. Nico Baby vẫn còn mạng thứ hai. Và có vẻ Nico Baby còn muốn chết luôn cơ. Giết tôi đi. Tôi sống dẫn đầy máu đầy mana chưa không đồng đội ở đây rồi và đến cuối cùng thì cũng chết. Boxy lao ra và đang cắm trích hút máu đến từ vị trí của Lim và Boxy sẽ đồng rồi thật đời lùi về thôi. Tất cả một cái anti thật đời để có thể lùi về và bây giờ vị trí Enigma vẫn chưa câu đao xong cho mình cái Black Hole. Quá khó chơi thì các thành viên phía của Lim Quýt rồi, đội hình tập trung quá nhiều cái anti của Enigma gặp ngay một con bên kinh thì hai mạng liền hơi khó để có thể kết liễu. Khó quá rồi, 8 Titan luôn. Bây giờ thì Erlen họ có muốn chậm lại không? Có lẽ phải chờ đợi West King có hồi sinh. Mà ăn cái con san này thì là được này. Đối phương thì Enigma chưa cooldown xong ulti đâu. Đồng thời em thấy trận này các thành viên Lion họ cũng gọi là đứng giãn cách nhau một cái khoảng cách vừa đủ để né cái Black Hole ấy. Vâng, chia buồn cho người anh em Ngô Anh Ly Ca. Ban nãy thì là 27 nhưng mà nói thành 17 bạn ạ. Bên phía của team Liquid họ có giết được thêm ai đâu. Mãi sau khi mà con số 10 dành cho lần Liquid họ mới giết được thêm 2 mạng. Bây giờ Nico Baby với cái lây điền của mình, thậm chí là mình chơi tay gà không muốn kiểm đệ nữa rồi. Có đàn đệ này sẽ chết và fit tiền cho Nico Baby thôi. Lượng network Nico Baby là tăng rất nhanh, 14k tiền sau 23 phút thi đấu rồi. Khó dành cho các thành viên về phía Liquid. Làm gì để có thể chơi với con Red King này. Arlac ra và nhìn thấy một tình huống ăn đồ sản. Arlac chống 3 người. Bây giờ các thành viên bên phía này họ phải lùi ra thôi. Hợp lý rồi, lùi ra một chút. Chờ đợi cái hiệu ứng của Utia hết đi. Và di chuyển đá tiếp thôi. Còn Red King ấu máu. Có Vladimir, chúng ta có thể đăng được. Không có đề gì cả, thậm chí là để cho đăng đi. Sau đó chỉ có thể em vào đây thì cũng được mà. Các thành viên bên phía Liquid đều có duy nhất của họ để có được không gian hẹp, đủ hẹp để có thể tung ra cái tô đẹp ở đây. Nhưng có vẻ không muốn di chuyển ra khu vực sàn này rồi. Vâng, Liquid thì còn có sao đến con rừng của Hot. Làm gì có ai di chuyển ra đâu. Nico Baby còn quyết định đã có hai mạng, bây giờ anh ta có cái gì của Robot thành rào lốc lên và sẽ đẩy đi trượng thôi. Quá đơn giản. Ui, Hanscan một khối Rubik đang lăn lên với cái Rolling Thunder. Một cái chụp được và đó là một cú nhấc lên. Dí thẳng của Razor luôn. Vừa vạt chạy đầu đây. Cầm chích máu và đang xí vào người Khôi Vàng. Khôi Vàng lốc lên. Nhưng mà đó là vị trí của Lim đang cố gắng đuổi. Và có lẽ là Khôi Vàng có rời về được hay không đây khi mà đang di chuyển rất quái. Nhìn thấy rồi đấy, đẩy ma mà thôi. Nhưng mà một đẩy ma rất tuyệt vời đến vị trí của Lim. Đó là gót lại về cho Lim. Đang là ban ngày và cái việc mà Razor di chuyển vào khu vực đấy đã bị DB nhìn thấy. Và đơn giản là anh ta đẩy một đàn ma vào. Trên này thì Mickey sao gặp vị trí của S4 cũng như là vị trí của Nico Baby cũng đã sợ lắm rồi. Phải lùi về rồi. Nico Baby rất xanh ở đây. Già công cho hai cái bắt đầu vỡ đầu luôn. Có một cái bờ lên, một cái cùi rat lên trên người của Nico Baby rồi. Sẽ hư giải online nha các bạn. Giải online là lừa lắm. Bét biển anh em gọi là bét ít ít thôi.
Game 1 thì Liquid Red nát bét Olen. Và 2 game sau thì họ không có Bissell Back. Họ mất đi cái chiến thuật tủ của mình. Và hình như là ở bản 7.25C này thì Liquid Red chơi quá nhiều bài. Trận cuối này cũng phải nói là họ test đội hình nữa. Điểm Pixel Lada, Enigma thì đúng là test đội hình rồi. Và bây giờ Nico Baby lao lên khu vực high ground. Ai làm gì với Nico Baby đây? Có thể làm sao cả Black Hole giết Nico Baby chăng? Hơi qua Insania cũng em một người rồi. Và đó là cả một chiếc bộ mạng luôn. Mega kill dành cho Nico Baby. Người hiện tốt chết thì chính Insania rồi. Người có tái ca. Làm gì đây? Black Hole vào người ai đây? Nico Baby vẫn luôn luôn đứng ở phía sau tự chờ có những tình huống nguy tần cơ để giải cả Black Hole. Làm gì đây? Một rack đơn giản thôi. Quá khó rồi, Mickey không có đồ để có thể chơi lại với một con Raging King. Ad4 bắt đầu di chuyển đi, cố gắng di chuyển ở khu vực land bot, di chuyển ra mid lấy thứ hai của Ad4 đi clear từ mid bot. Ok, giải này thì không tính điểm DVC bạn ạ, giải này giải online mà có tính điểm đâu. Bây giờ bét điểm thì cũng phải gọi là ít ít thôi, nhiều team họ cũng anh em phải tỉnh táo. Ừ, phải tỉnh táo anh em thôi. Giải này thật ra tôi chỉ kéo anh em cũng phải là tỉnh táo. Em biết rồi đấy, Aura của 500 đoán không bao giờ đúng đâu. Tôi đoán đâu thì anh em phải đánh ngược lại chứ. Anh em tin tôi thì mất hết. Nào và bây giờ Boxy thì tới với cô bây giờ ngay lập tức có mặt. Không, em rất đau. Ôi, trộm được cả một cái Midnight Pearl ra đây. Làm sao mà Taiga dám di chuyển vào có thể có một tình huống Black Hole đây. Rất khó chịu được từ vị trí của Hanscan. Sao tôi đúng rồi. Hanscan thì lại là một người đánh một cái rất hay và rõ ràng vị trí CB cũng như Hanscan là vị trí rất tốt. Và còn đi trước Black Hole kiểu gì được chứng 5 người. Liquid thật sự là họ bất lực rồi. Ồ, này không Black Hole. Quá khó. Không thể nào mà đánh được nữa rồi. Chấp nhận. Nhìn cái này bên dưới là rút rác thôi. Khi mà cái con Wicked King này nó còn Aegis, nó còn hồi sinh thì vào con bát kiểu gì. Thậm chí bây giờ anh ta lên cả cái gậy xanh. Cái gậy xanh gì mà nếu mà Winter Weaver có bị phó cướp chết thì anh ta vẫn có thể tiêu cho mình một cái Winter Cướp ra. Đủ thời gian là thực sự con Red King này còn có thể sống 4 năm nữa. Nào, và bây giờ các thành viên bên phía Liquid tràn lên thôi. Họ cần phải đánh cho mình một cái combat cuối cùng khi mà các những cái anti quan trọng họ đã có rồi là phát cuối rồi thôi. Bây giờ Alliance họ đang chiếm thế thượng phong quá nhiều rồi. Nhưng cô ấy đi level 21 bây giờ không cần mana để có thể hồi sinh rồi. Đẩy lên thôi, vẫn rõ ràng đây thôi là một cái combat cuối. Dí một người ngoài đây, dí một người Nico Baby. Go Nico Baby, quay lại tát vào bóng quay ba rồi. Quay ba của chúng tôi này, 1 tát, 2 tát, đó là 3 tát. Vỡ bóng quay ba rồi, hút hết sạch đàm Nico Baby đi. Đứng xin cho hút đàm luôn, ở phía sau có chỉ một ly. Nico Baby vẫn đạp chết được quay ba với cái lượng đàm hút đi. Nào, Boxy đang cố gắng di chuyển về với cái rolling thunder. Và bây giờ Hasket chốt được cái gì anh chưa Nico Baby. Vẫn còn đang ở đây và đó là một cái Winter Curse là thôi xong rồi. Nào, lao vào đến từ vị trí của Taiga và Taiga không kịp dàng Black Hole rồi. Black Hole vào người Nico Baby bây giờ thì khác gì là đầu hàng đâu. Dí vào tiếp người của Isaria và đó là hai người lên bảng đếm số đến từ các thành viên bên phía Liquid. Nico Baby vẫn tràn lên như một con quái vật đã bước tới. Không ai cản được Nico Baby và thậm chí đấm chết cả Taiga luôn. Cái fake Enigma của chúng tôi này, Nico Baby lao thẳng vào dí tiếp một vòng bóng xì được bóng xì chúng tôi này. Gì gì thôi, quá khó rồi một con Enigma. Nó chỉ Black Hole được một lần thành công, lần thứ hai thì là nát lên cuối cùng.